Em chào tất cả anh em. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em với quỷ già lên cho anh em hai cái dân ma S35 nè. Thì ngoại hình đó để em quay sơ lược cho anh em bà con mình coi ha. Cái này là Nhi nó chế cái cụm bơm dầu. Chiếc ống này đều thay ống xịn hết nha anh em. Ống dầu nè. Là cái dàn ngoài. Dân ma 1S35 3.5 Nhi. 3.5. Còn số seri nó thì nãy em với Nhi đọc là 879 8906. Mặt trước nhìn rất là đẹp nha anh em, nhưng mà nó có khuyết điểm nè, thùng dầu bị lủng lỗ nè, thùng dầu lủng lỗ với cái bô lửa bị lủng lỗ. Thì em cũng không có làm mất thời gian của anh em mình nhiều với 8 bánh trứng hay chạy nè nha anh em. Rồi để em nhờ Nhi quay test hàng cho bà con mình coi ha. Thùng dầu bị lủng là cái chỗ này cái điểm trừ bự cho bá luôn. Chắc không ăn dầu biết chưa, mà nãy nó ngang cần ga vậy, nó cũng còn còn ngang đây hết dầu. Nói chung là hết dầu. Cái dòng này anh em được có một cái là anh em chắc nước, một mình anh em khiêng thoải mái 45 kg, một mình khiêng rất là thoải mái luôn. Có dàn cầu cốt lắp một lắp, anh em nào có lực tí xíu không ôm luôn không có ngại ngùng gì chứ. Nhưng mà có cái điểm yếu là anh em cái thùng dầu bị lủng rồi ha. Bữa nay em xả máy này luôn nha anh em. Cái này em tính anh em là 2.5 triệu. Trời anh em ơi, cái nắp láp nó còn mới gì nè anh em, này mấy đứa em quá trời, đồ máy nó về quá trời, nó ngay nó cũng chùi sơ anh em ơi. Lóc của nó nè anh em, nhìn nè dưới chân nè, anh em nhìn nè, chứ không phải mà gì đâu anh em nè. Cào ra cái anh em nhìn thấy nó trắng tươi luôn, chứ không phải mà gì đâu anh em nè. Nè anh em nhìn đi, chứ không phải mà máy bãi nhiều anh em, nhiều nói trời ơi máy gì đang chứ cũ xì đó đó. Mà đằng này em nói thiệt, cái máy về nhiều quá anh em ơi. Nói chung là chỉ rửa sơ đặng cho anh em về dọn đồ lại rồi chạy cho nó coi đẹp đẽ thôi. Dạ. Này tụi em nói chung quá trời đồ dọn cuối cùng nhiều khi cũng thiếu sót lắm cho anh em. Rồi còn cái này để em nhắn tắt lại ha anh em, để em bớt cái tiền anh em. Là nãy bình thường anh em bán là 2.7 2.8, nhưng mà vì cái bình dầu nó bị lủng nè, vậy anh em giá lại giùm em ha, hoặc là dầu can thì theo cái mục đích của mình sử dụng. Cái này anh em hàng gió đá lại hoặc là lắp keo lại ha. Keo AB thì dán cái một tim thu luôn. Cái này làm tới anh em là 2.5 triệu nè, phí ship 2.5 triệu. Rồi tiếp tới là con ngay con này thôi, con nào cũng còn đấm luôn. Dân ma IA 35 ngàn, IA 35 nè. Cái này em xong cứ nhớ 35 ngàn, em nhớ ký bán bong bóng thôi anh em ơi, ký nhớ 35 ngàn, cứ nhớ nhiều, cứ nhớ hoài luôn á, ngộ vậy ta. Còn cái này 1S T82654 anh em, 18 anh em cái cụm 82654 anh em. Trời ơi nhìn cái một nhấn nách chết anh em ơi, nó dày cầm cái ký lỗ anh em, cục này không nhịn đã mà sao cái thằng ông nội nó về trên bãi không biết, trên bãi nó về sao nó mất cái cục anh em. Đó. Giờ nhờ nhờ em xây ra ngoài sáng như vậy, trong cái góc này nó hơi tối vậy mày. Trời ơi mấy con à. Ủa, trời ơi tôi ốm yếu mà tôi kinh đó. Cái này có bu ly nó còn ha, bên đây có bu ly nữa nhưng mà em chưa mở gan anh em. Đó chưa gắn vô. Chưa gắn vô em nó lộn. Rồi anh em nào có làm thì cái con này đem nhạc hơn chù chù ra nó còn mới quá anh em ơi. Con này là cũng là 3.5 triệu luôn nghe anh em, nhưng mà con này là S35-T là 82654. 82654. Rồi. Bây giờ học cũng không lóc ác mà anh em ơi. Mấy đứa em nó không có thời gian, nó rửa nó sạch nước sơ xong anh chùi ra nè. Cái này nè, thì anh em nhìn không tao quay nè ha, cái cổ trong mà nó còn vàng nhìn anh em ở trong này nè. Đó, anh em không biết cái máy như thế nào rồi. Nói chung nói ôi bây giờ nói nhiều quá. Ôi trời cái lắp cái này ông nội ơi, thiệt tình đó nè. Cái này không khi nào mà nó không có nó xịt cái đít hết trơn trời, tu phái đít mà cái này nó phái ngộ thiệt. Qua đây tới mặt này nhìn coi anh em chơi đi. Ôi, nó xây dở như chiều anh em ơi.
con này trùng với số tem nha anh em, à, là chú lóc nè, là cái đó là anh lóc đó anh em. Nè nè, coi dây điện nè, nè con ốc mà nhớt nó còn gì nữa nè, kiểu gì nổi không nè, lúc nè ốc của nó anh em vàng hực luôn anh em. Mấy đứa em này nó chùi sơ sơ không xịt nước, không biết nó có chùi hơn nó không biết nữa, chắc này nó không có chùi nữa. Anh em coi ốc không nhớt còn nguyên vẹn cho anh em, đây em út không đụng địa tới nhà chỉ rửa nước không à. Này là cái bánh tăng đưa đèn đó, bánh chớn nói chung là còn số má đầy đủ nghe anh em nè, 20 nè, T nè, F nè đó. Rồi bây giờ mình cũng không làm mất thời gian bà con mà nhiều, mình vô mình đi nóng nóng máy, đi máy cho nóng nóng đi. Cái này nó có cái cục đi mô phát điện đó nghe anh em, nhờ quý già này test cho anh em bà con mình coi. Này bơm nước hết tài luôn em ơi. Bơm nước hết tài. Này nó nghe đây à. Gì tắt cái này anh em buồn thì anh em tắt cái sao? Tại anh em. Nó có hai chỗ tắt. Tắt là anh em bẻ này. Bẻ này. Này lòng heo nó không có ấy nữa rồi, nó không có không ấy nghe anh em. Nó không bơm. Nó không bơm. Còn cái kia, rồi muốn quay ấy nữa rồi đó. Cái đó quay nó không được bây giờ. Không được, không có vô vô dò anh á. Vô dò mà chờ cái vô dò. Qua qua cô nghe bơm nó chạy đó anh em, chỉ đó anh em. Mấy này em mua nó mua máy nào vậy anh em? Hồi nãy giờ mình chưa coi cho anh em coi mặt trước nè. Nãy giờ là thấy đít cô đít không à. Dạ, nói chung ra mặt trước còn đẹp lắm anh em ơi. Ốc ác nè, anh em coi nè còn vàng hết trơn nha anh em. Ừ. Anh em cứ coi đi. Heo của nó nè anh em. Tại vì cái này anh em nói chung là anh em quá trời nhiều độ anh em ơi, nó ngay mình cũng không rửa ghế gì được, chân xịt nước sơ sơ cho nó coi đặng coi mấy cái tem này thông số, đặng mình biết cái máy thông số nó bao nhiêu, đặng mình báo cho anh em gì đó. Cái ly dầu này anh em nó phải nói chứ, chắc anh em xài cái đồng mình không biết nó hồi đó. Em có tháo ra rồi em xúc cái lợp mà em cầm nó nặng quá trời mà phái, mà cái đầu ghim của nó đâu có lần lâu có lấy được, mà lấy cũng đâu xài gì. Trời dưới đúng này nè anh ạ. Chắc hiểu rồi này. Rồi để em báo giá cho anh em mình luôn ha. Cũng để nhiều khi anh em còn công chuyện việc làm của anh em. Cái này gom một khích quá trời thôi. Cái này em tính anh em là 2.7 triệu, phí ship 250.000 anh em. Còn anh em nào làm được hai cái nha, em nói anh em lưu ý nha. Cái này với cái đó em tính anh em bằng đồng giá luôn, 2.5 triệu là 5 triệu cho phí ship. Còn anh em mua lẻ từ cái thì cái đó em tính anh em 2.5 triệu, còn này 2.7 triệu ha. Cái này là 2.7 triệu nè, tiền ship mỗi cái là 250.000. Hai cái mà nó trên lệch 200.000. Trời ơi anh em ơi, gặp em có tiền em mua máy quá trời phải không, có em lượm mẹ nó hai cái mua một con về nữa một con. Em thấy đó em dự trữ cũng được nè. Cái này con này chạy biết chừng bao hư. Rồi mấy anh em này bơm nước em nói anh em là xài rất bền luôn á. Chắc nước thì khỏi nói rồi. Chắc nước anh em xài bền. Rồi cảm ơn em nhiều nha Nhi. Rồi chào anh em nha. Có liên hệ dạ thưa phiên anh em ơi, đừng liên hệ sớm nha. Rồi em cảm ơn anh em cũng như cảm ơn bà con cô bác mình đã xem hết video của tụi em ha. Em chúc cho anh em cũng như bà con cô bác mình có một buổi vui thật là vui vẻ. Chào tạm biệt anh em.